Bùng phát trở lại từ ngày 18 tháng 6 đến nay sau hơn nửa tháng, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, Đà Nẵng vẫn đang tập trung cao độ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương kiểm soát chặt bên trong, đồng thời ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài vào thành phố. Mới đây, qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ hàng tuần, tất cả y bác sĩ và bệnh nhân cũng như người nhà, Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người nuôi bệnh tại khoa nội thận nội tiết niệu. Ngay lập tức, các biện pháp phòng chống dịch được kích hoạt cao độ để truy vết, khoanh vùng. Nhờ xét nghiệm để sàng lọc, cũng như chủ động trong các phương án ứng phó, nên đã kịp thời ngăn chặn dịch lây lan trong bệnh viện. Tất cả các phòng của bệnh viện đều có các phòng cách ly tạm thời riêng. Và đặc biệt là bệnh viện cũng có khu điều trị cách ly cho những bệnh nhân F1. Đó thì trên cơ sở đó thì nếu những khoa phòng có những trường hợp nghi ngờ thì bệnh viện sẽ khoa phòng đó sẽ cách ly những người có triệu chứng nghi ngờ hay những người có yếu tố dịch tễ từng có khoa phòng riêng. Thực tế cho thấy từ đầu tháng 5 đến nay, các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng luôn được ngành y tế và các địa phương kích hoạt ở mức cao nhất và sẵn sàng ứng phó nhanh nhất khi có tình huống xảy ra. Chính vì vậy, ngay sau khi phát sinh ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vào ngày 18 tháng 6 là bảo vệ của công ty Nhựa Duy Tân, số 145 Điện Biên Phủ. Các biện pháp điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm được tiến hành với tinh thần thần tốc. Không chỉ riêng nơi bệnh nhân sinh sống là kiệt 407 Lê Duẩn, mà qua đánh giá nguy cơ, thành phố đã phong tỏa cứng cả khu tam giác các tuyến đường Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Hoàng Hoa Thám với gần 700 hộ dân. Nhờ vậy, chuỗi lây nhiễm này được kiểm soát chứ không lây lan rộng ra cộng đồng. Quan trọng nhất của công tác phòng chống dịch đó là làm thế nào để truy vết nhanh nhất và làm xét nghiệm nhanh nhất và trả lời kết quả nhanh nhất. Khi chúng ta có được những cái nhanh nhất như vậy thì chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch một cách tốt nhất. Kiểm soát chặt chuỗi lây nhiễm từ bên trong thành phố, đồng thời các biện pháp ngăn chặn dịch từ các địa phương khác xâm nhập vào Đà Nẵng cũng được thực hiện với tinh thần cảnh giác cao nhất. Vượt qua khó khăn vì thời tiết nắng nóng, các chốt kiểm dịch cửa ngõ ra vào thành phố vẫn túc trực 24/24. Trong khi đó, tại các khu dân cư, vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng cũng như tai mắt người dân đang được phát huy cao độ để kiểm soát người về từ vùng có dịch. Tại hội nghị thành ủy lần thứ tư vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố vẫn luôn thường trực. Vì vậy, phòng chống dịch là nhiệm vụ xuyên suốt, không được chủ quan lơ là. Tất cả các vị các cấp, các ngành, các đơn vị chúng ta cần phải xác định là cái nhiệm vụ về phòng chống dịch đó là phải tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, với những cách làm quyết liệt, đồng bộ, siết chặt từ vòng ngoài và kiểm soát chặt chẽ bên trong. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Cả hệ thống chính trị và người dân Đà Nẵng vẫn đang đồng lòng để sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm quay lại trạng thái bình thường mới.